Mọi người ơi, hãy đăng ký và bật chuông báo ủng hộ kênh Đá Phong Thủy LNG nhé mọi người. Chị cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, Đá Phong Thủy LNG xin chào mọi người nhé. Thì ở video này em chia sẻ đến cả nhà của mình về một chiếc nhẫn mà khách đã dùng và muốn thay đổi cái hộp. Thì cái hộp cũ trên nhẫn của khách là một viên thủy tinh. Vâng, là một viên thủy tinh. Thì cái loại thủy tinh mà có hiệu ứng mắt mèo này là loại thủy tinh của Trung Quốc nha. Thì khách có nhu cầu thay đổi hộp đá là đá quý. Thì bên LNG đã thiết kế cho khách một cái chiếc nhẫn với viên đá chủ là sapphire. Vâng, với viên đá chủ là sapphire. Thì như cả nhà mình có thể thấy đây, thì nền là nền màu xanh dương, xanh hero, và có mây trắng rất là đẹp. Và nguyên nhân tại sao LNG lại chọn cái hộp này để làm cái hộp có hai tông màu và những cái đường vân độc lạ đó để lên cho khách, thì em xin cắt nghĩa là vị khách này là mạng thủy. Em có tư vấn với khách và trao đổi với khách để xem coi bổn mạng của khách là mệnh gì. Thì chủ nhân của chiếc nhẫn này là một người khách thuộc cung mệnh thủy. Thì để gắn kết cho vị khách hai trong một, thì thường là kim sinh thủy, nên thành ra nếu như mà chúng ta đeo, hoặc chúng ta đeo một chiếc màu xanh dương và một chiếc là màu trắng, màu xám hoặc màu nghi, tức là chúng ta phải dùng cả hai. Thì ở đây gói gọn trên một cái hộp nhẫn gồm có thủy và kim, tức là có tương sinh lẫn tương hợp. Thì với cái như vậy thì nó sẽ giản tiện hơn, bởi vì các anh trai đứng mày râu chúng ta thường thường là không có thích cầu kỳ đeo nhiều nhẫn hoặc là dây chuyền đồ này nọ. Như chị em phụ nữ thì nó lại khác nhé. Thì như chúng ta thì chúng ta gói gọn như vậy cho nó khỏe. Và vâng, thì lên một cái mặt nhẫn đá quý như vậy, thì bên LNG cũng tư vấn cho khách hàng và cũng như là các bạn bè gần xa biết rằng là bên LNG riêng về đá quý, vâng, riêng tất cả các loại đá quý, thì bên em sẵn sàng hỗ trợ cái gì ạ? Quyền lợi của khách hàng là những cái viên đá quý từ LNG đi ra sẽ được bảo trì độ bóng trọn đời. Tức là những cái viên đá quý của LNG, nếu như chúng ta xài mà nó có sau qua khoảng thời gian mà nó có chầy xước hay là cũ kỹ hay là hơi thiếu bóng, thì cả nhà mình sẽ được LNG hỗ trợ cho cái khâu đó. Và vâng, thì với cái đá quý, tại sao chúng ta phải thay thủy tinh đi và dùng đá quý? Thì sẵn đây em chia sẻ với cả nhà mình luôn. Ví dụ như đây, đây là một cái đồng hồ sapphire. Vâng, cả nhà mình có thể đã thấy đây là một cái đồng hồ sapphire, tức là mặt đồng hồ được tráng một lớp sapphire. Thì đồng hồ mặt kính sapphire thì chắc cả nhà mình hẳn ai cũng biết rồi ạ. Thì nó sẽ rất là khó chày xước mặt kính đồng hồ, đúng không ạ? Và cũng có thể nói là cái độ bóng của mặt kính đồng hồ sẽ là trọn đời. Nhưng mà do bên em kinh doanh đá quý, thì em đeo đồng hồ nhiều khi em va vô những cái đá này nè nên nó chảy xước. Thì ở đây em sẽ test cho cả nhà mình xem. Ví dụ đây, đây là một miếng sapphire hoàn toàn thiên nhiên. Thì cái hộp nhẫn kia cũng là sapphire thiên nhiên, còn đồng hồ chúng ta nó chỉ được tráng một lớp sapphire mà thôi. Thì với một cái viên sapphire thiên nhiên như vậy, em sẽ cứa lên trên cái mặt kính đồng hồ cho cả nhà mình xem.
một loại kính đồng hồ mà chúng ta xưa giờ vẫn cho là không chảy xước nha, và độ cứng là vĩnh cửu. Thì bây giờ em sẽ lấy viên sapphire này, em để lên mặt kính đồng hồ và em cứa. Thì cả nhà mình có thể thấy là mặt kính đồng hồ nó tè le luôn rồi, nó chảy xước tè le luôn rồi đó. Thì cả nhà mình có thể thấy là độ cứng của sapphire này nó rất là tốt, nó sẽ nói lên cho những đối tác, những người ngồi đối diện của chúng ta, những người nhìn vào chiếc nhẫn và những người cảm thụ được chiếc nhẫn sẽ thấy được cái độ bóng và độ bền của viên đá. Nó sẽ không làm những cái mặt nhẫn của chúng ta bị cũ kỹ, chày xước hoặc là kém chất đó. Thì cả nhà mình lưu ý, nếu như có nhu cầu sử dụng hoặc là cần đến đá thiên nhiên, đá quý cũng như bán quý các loại, thì cả nhà mình cũng biết rồi, L&G xưa nay vẫn một thương hiệu sạch, vẫn chuyên và chỉ cung cấp đá thiên nhiên. Thì cả nhà mình nghĩ đến đá thiên nhiên trang sức cũng như là phong thủy thì hãy nghĩ đến L&G nhé. Và cảm ơn những anh em thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ L&G. Thì em chia sẻ thêm về cái khâu kim hoàn, thì bên em là độ bóng đồ này nọ em sẽ hỗ trợ nha, hỗ trợ cho cả nhà mình. Ví dụ như là bạc si bạch kim. Và đặc biệt một điều, đặc biệt một điều rằng là cả nhà mình không hề biết là những cái viên đá, vâng, những cái viên đá trong môi trường những viên đá khi mà được lên trang sức, thì có một số anh em không có chuyên bên đá thiên nhiên mà chỉ gắn những viên hỷ tinh này, nên có một số điều anh em không có kinh nghiệm về điều đó. Đó là ví dụ như viên đá này, nó hoàn toàn hiển nhiên, nó không phải là hỷ tinh. Thì khi mà lên nhẫn, một số anh em không có kinh nghiệm thì lên cái ổ nó sẽ bị dễ bị dơ cái đáy. Mà một cái viên đá thiên nhiên thì cái đáy này nó rất là quan trọng. Thì bây giờ em sẽ ví dụ cho cả nhà mình em sẽ làm một cái ví dụ nho nhỏ cho cả nhà mình để cả nhà mình hiểu tại sao mà những cái mặt nhẫn thiên nhiên nó lại bị xuống đi độ sáng, hoặc là nó sẽ bị chầm xuống đồ này nọ. Thì đây, thì cả nhà mình quan sát sẽ thấy là một cái viên đá thiên nhiên nó sẽ có một tầng, hai tầng và ba tầng giác. Thì em sẽ dùng cái cây bút lông em bôi lên. Vâng, thì điều này chỉ có điều này thì em nói thẳng là L&G là đầu tiên là chia sẻ về những cái kinh nghiệm này cho tất cả các bạn dùng đá quý trang sức cũng như là các bạn bên kim hoàn, để các bạn hiểu rõ thêm về cấu trúc và thành phần của đá nó như nào. Ví dụ như là một cái viên đá khi mà chúng ta lên ổ nhẫn mà chúng ta lỡ, chúng ta để nó hở cái chỗ này á, nó dễ tích bụi bẩn đồ này nọ khi khách tắm rửa rồi đó. Đó thì nó sẽ làm thay đổi cấu trúc đá như sau. Ví dụ như ở đây bị dơ một cái là nguyên một viên đá đều bị dơ theo, nó bị chầm xuống, bị kéo xuống ha. Đó là nguyên nhân tại sao viên đá lửa không còn lanh, màu không còn tươi và không còn độ sáng, là lý do khi chúng ta lên kim hoàn. Có một số anh em kim hoàn không có rành bên đá thiên nhiên thì lên hay bị dính cái này ha. Thì bên em L&G là hỗ trợ kim hoàn, là bên em chỉ bán đá thôi, kim hoàn thì bên kim hoàn của riêng L&G lấy giá sao thì L&G lấy giá như vậy. Đó là điều thứ nhất. Rồi cả nhà mình ơi, cả nhà mình nếu có nhu cầu lên trang sức và đặc biệt là có nhu cầu sử dụng phong thủy thì liên hệ đến L&G và nghĩ tới L&G nhé. Vâng, bên em thì chú trọng bên phong thủy, bởi vì may mắn không ai bán cho bạn cả, và L&G là người kinh doanh phong thủy luôn luôn sẵn lòng
luôn luôn sẵn lòng trao phong thủy cho cả nhà mình nha. Rồi thì em xin chào cả nhà nha. Cả nhà mình ai cảm thấy kênh có hữu ích và thú vị thì vui lòng đăng ký và bật chuông thông báo để đón nhận những cái video, những cái video chia sẻ về cách nhận biết đá, cũng như là những cái video chia sẻ về phong thủy và những cái video chia sẻ về cách chế tác mài tạc đá. Và vâng, khi nếu như mà cái lượt đăng ký lên cao, em sẽ làm những cái video đi săn lùng đá thú vị cho cả nhà mình nhé. Thì những anh chị em nào ở khu vực rừng núi thì cứ ủng hộ em. Khi đạt tới mức độ, em sẽ làm những cái clip để chia sẻ cho cả nhà chúng ta cùng đi săn đá nhé. Rồi thì em xin chào cả nhà.